Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Không Sợ Hãi, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Luca chương 2 từ câu 8 đến câu 14. Cũng trong vùng ấy, có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh nên họ rất sợ hãi. Nhưng thiên sứ bảo họ, đừng sợ, này ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay, tại thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng nhiên, có muôn vàng thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Luca chương 2 từ câu 10 đến câu 11. Đừng sợ, một đấng cứu thế đã được sinh ra. Linus, nhân vật trong truyện tranh Venus, được biết đến với chiếc chăn bảo vệ màu xanh. Cậu mang nó đi khắp mọi nơi và không xấu hổ khi phải cần đến nó để cảm thấy an tâm. Em gái của cậu, Lucy, đặc biệt không thích chiếc chăn và thường tìm cách tống khứ nó đi. Cô chôn nó, biến nó thành con diều và sử dụng nó cho dự án hội chợ khoa học. Linus cũng biết mình không nên phụ thuộc vào chiếc chăn và thỉnh thoảng buông nó ra, nhưng rồi cậu cứ ôm nó lại. Trong tập phim Giáng sinh của Charlie Brown, khi Charlie Brown thất vọng hỏi, có ai biết Giáng sinh là gì không? Linus, với chiếc chăn bảo vệ trên tay, bước lên giữa sân khấu và trích dẫn Luca chương 2 từ câu 8 đến câu 14. Khi đang đọc, cậu nói, đừng sợ, và thả chiếc khăn ra, là thứ mà cậu bám vào mỗi khi sợ hãi. Điều gì về Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không cần phải sợ hãi? Các thiên sứ hiện ra và nói với những người chăn chiên, đừng sợ, một đấng cứu thế đã được sinh ra cho các ngươi. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta có sự hiện diện của Ngài qua Đức Thánh Linh, đấng an ủi thật. Vì vậy, chúng ta không cần phải sợ hãi. Chúng ta có thể buông bỏ chiếc chăn bảo vệ của mình và tin cậy nơi Ngài. Bạn đang sợ điều gì? Sự hiện diện của Đức Thánh Linh giúp bạn thế nào trước những điều khiến bạn lo lắng? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, con vẫn đang học rằng Ngài là đấng an ủi vĩ đại nhất. Xin giúp con buông bỏ những thứ mang đến cho con sự an ninh giả tạo và xin dạy con bám chặt vào Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày.